Trời chiều rồi, mặt chiều rồi, trời rừng còn lặng rồi mà nó lạnh quá. Mười mấy độ, anh ngắt đi dạo một chút xíu. Phong cảnh ở đây này, mình đang đứng ngược nắng cho nó, cái nắng ở đây là nắng nắng vàng ha. Hôm nay nắng vàng cho có hôm thì trời nó đỏ, đỏ cũng đẹp lắm. Bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng và ngắm lá mùa thu, các bạn xem. Đi với mình ha. Dạ, giờ là mặt trời. Trời đang mặt trời chiều. Nhìn thấy đẹp không? Chỉ chọn cái góc quay nó hấp dẫn chút xíu thôi. Dạo một tăng mà trời lạnh quá. Bây giờ mình lên trên kia mà mặt trời ở đây lặn cũng nhanh lắm, mới rồi đi không kịp, nó lặn rồi, lặn nó khúc kia dãy nhà kia rồi. Mình đi vừa quay cái mặt trời chiều, trời lặn, hoàng hôn rồi các bạn. Chỉ băng qua cái đồi này, này cái đồi phía trước này, lạnh quá. Cái đồi nó cái đồi, đây là cái đồi mà cái đây là cái công viên luôn. Trời lạnh muốn nghẹt mũi luôn á. Kìa, Bình Minh nó nằm ở phía bên cái làng bên kia. Cái này mình không có zoom được nên chỉ thấy mờ mờ vậy thôi. Xe đó các bạn thấy mây rồi, nó cũng hồng theo nhờ cái mặt trời á, đang đứng xuôi với mặt trời đó. Lạnh quá, ra này không biết chuyện gì, không có cái gì để quay hết nè. Không có gì để đi về. Đó thì bây giờ mình đi xuống dưới kia, xuống cái đồi kia.
Cái đường này á, có gì mà mấy cái chiếc mô tô, một cái chiếc mô tô cao cao mà nó chạy, nó rịn rịn rịn, nó chạy hay ngóc đầu, nó hay đi vậy lắm. Mấy thằng Tây nó hay chơi nghịch chứ đó, đó. Cho nên cái con đường ở đồ ở nhà mình á, họ xây là hết à. Họ xây cái cục trắng tóc nhà, làm giảm tốc độ, nó chạy tới nó vòng lên. Giờ mình tới cái chỗ nó tập thể dục, ở đây mình có vài ba gia đình. Trời lạnh đó nha, cũng không có đông, không có đông người, cái đó là chiều rồi người ta về hết rồi. Dạ, đi quay mấy cái cảnh đẹp chơi lên cái kia, mặt trời nó lặn sớm quá. Thấy cái đây tập thể dục mình ở đây mình tập thể dục mà cái mình cầm cái điện thoại mình mình không có chơi được. Thì nó bỏ những cái dụng cụ này nè, nó có cái bảng hướng dẫn luôn, 13 trở lên nha, cân nặng 140. Cái này là động tác gập bụng nè, móc cái chân vô trong cái này. À, tập cái cơ cơ sáu múi ra đây. Đây, móc chân vô đây. Bên đây cũng nhiều môn chơi á. Bên này có cái chạy chân nữa nè. Ở đây là đứng lên chắc lắc hông nè, cái gì kia nữa, lát nữa mình tới mình khám phá cái này. Thì để quay gì đây, chỉ quay thôi không có tác dụng gì. Rồi mình tới mình tập chân. Mệt
mà tới là mình uống nước. Đi dạo dạo lâu quá rồi, tập thể dục lại một chút mà cũng đuối luôn á. Thì mình đang ngồi lại cái chỗ, cái bàn, cái dãy bàn người ta nướng barbecue nè. À, có cái dãy bàn, có cái thùng rác, kia có thùng rác nè. Ở bên này đằng trước kia, đằng kia cũng có cái thùng rác đó nha, vệ sinh luôn, có toilet, tô đồ đầy đủ. Ở trên này là cái mái vò, cùng cái mái hiên. Để mà mưa rồi đó, người ta khỏi bị mưa khi mà đi ra ngoài này chơi. Bây giờ cũng còn 1-2 giờ đình gì đó đi chơi. Nè, mình đang ngồi tại cái bàn nướng thịt này. Kia, đằng xe kia là cái lò nướng barbecue. Thực ra từ ngày qua Úc tới giờ mình chưa nướng cái bàn đó, bây giờ mình biết cái bàn đó thôi, mình chưa bao giờ mình nướng, bây giờ mình qua mình coi thử. Nè, trong cái bàn này là cái lỗ này là lỗ dầu nó mở rồi nó chảy xuống cái này khi mà nướng nóng á. Nướng thịt trên này nó nóng nó chín rồi, khi mà mở nó tự động nó nhiễu xuống như này. Bên này ta có hai cái bàn này có người đông quá cho nên nó cũng có hai cái bếp nướng. Cái này thì nó không có dính, cái này không phải xét mà là dầu mở cháy của thịt. Nên thực sự khi mà ai làm người ta bỏ vô người ta chùi một cái là sạch bông làm lại. Thì có cái nhóm thanh niên kỹ rồi nó ăn nhiều quá nó bị dơ rồi. Cùng với mùi thịt lem mà. Còn đây là cái nơi để xe đạp. Nha. Xe đạp nó chạy ngang qua là 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, cũng được 4 chiếc đó. 4 chiếc, 5 chiếc gì đó. Mình ngồi xích đu đấy. Tìm lại cái cảm giác tuổi thơ nha. Wow. Quá đã. Ui, lâu rồi không có cảm giác đi chơi. Bây giờ mình đưa đẩy một cái thiệt mạnh nha. Làm thiệt mạnh. I want to swim. Chơi cái này. Chơi cái vòng tròn này nó quay nè. Bây giờ là mình lên trên cái đồi kia mình trượt. Trượt mấy đứa vừa lên dốc cái trượt đây. Hey.
đấy cơ mà. À, bây giờ chung vô cái hầm đây, chuột ngược xuống ha. Ha, tốt thui rồi nè. Oh my god. Thì chơi vậy thôi, không có gì đã. Tuổi thơ nó qua rồi, 40 rồi. U trung niên rồi, không có cảm giác. Nghịch chút xíu vậy thôi. À, đó dành cho con nít. Yeah, một chút hình ảnh chia sẻ đến tất cả các bạn nghe thôi, đời sống. Những cái điều mà trẻ con bên này nó chơi đó. Nhưng bên này nó không có đa dạng, nó không có đa dạng như Việt Nam mình. Việt Nam á, nói vậy là lại đa dạng, nhiều cái đồ chơi dân gian hơn. Ở nông thôn thì nó trẻ con tự sáng chế ra những cái đồ chơi. Như mình hồi nhỏ rồi cũng vậy, anh chị đồ của lớp trước á tạo ra những cái đồ chơi để mình chơi, như là nó được theo mùa. Cái những cái trò chơi đó nó chạy theo mùa. Ví dụ mùa xuân thì sẽ có một cái loại trò chơi gì, rồi qua mùa hè nó sẽ chuyển qua cái mùa gì, là bởi vì có những cái loại cây nó nở hoa hay nó rã trái thì trẻ con ở miền quê đó như mình đó thì phải thích nghi với lại những cái loại cây đó, thì mình chế tạo ra những cái đồ chơi. Hồi đó mình nhớ ha, ví dụ như bắt đầu vào mùa hè, hè thì nghỉ học rồi thì lúc đó là có gió biển nữa, gió nồm, gió rồi có khi gió nam thì không thể thả diều được, nhưng mà cái mùa hè rồi gió biển phiêu phiêu rồi đó, là bắt đầu tập hợp lại ra một cái sân vận động, hay là hồi đó là sân vận động thôi, sau này thì người đông quá rồi bỏ sân vận động đó rồi, thì bây giờ trẻ con ở quê mình nó ít chơi thả diều, mà hầu như chơi là mua diều mua rồi đi ra biển vậy thôi. Cái hồi đó là đúng cái mùa thả diều á, là mấy cái lớp anh chị rồi đó bắt đầu mình đi theo. Diều là làm bằng con diều giấy, diều dài diều ngắn đủ thứ loại, ai thích mẫu nào làm cho nó, có người có tiền thì mua cước, không có tiền thì xài chỉ thì nó mau đứt. Nói chung là rất là vui, cái tuổi thơ cứ ở ngoài không à, về nhà phải chạy đi bứt tàu dừa, bứt lá dừa, cọng dừa rồi làm ra con diều, tự làm ra con diều rồi đi mua cước, rồi đi mua chỉ, thả diều chơi vậy đó, đứt dây đứt cổ khóc cả ngày. Rồi tới cái mùa khá thì đi tắm suối, có những cái đập chặn nước lấy làm ruộng rồi đó, làm lấy nước thủy lợi đó, thì bắt đầu nhảy đi tắm, ôm chuối, chặt cây chuối ở rẫy ở vườn á, đi bơi. Nó có theo mùa rồi, có cái mùa mà chơi đánh cù, chơi đánh tổng, chơi đánh đáo. Ngày xưa kia còn nhỏ, lúc đó là cũng mười mấy tuổi, thì còn cái đồng tiền cắt đó các bạn. Chơi mổ tù đánh đáo là bằng cái đồng đó đó, đồng một đồng đó, chơi cả ngày mấy anh chị mới chơi nhiều. Mình là sau này chơi đâu khoảng mình nhớ đâu khoảng lớp sáu lớp bảy là hết rồi, tới đó là hình như là đổi tiền rồi đó. Rồi tới mùa bắn ở mình ở cái đó là ở chỗ khác gọi là cái ống thụt, mình là cái ống bụp, tại vì cái tiếng nổ nó kêu lập bụp, là phải đi chặt một cái cây tre hoặc là một cái cây giang để về làm một cái ống, làm cái súng bắn ống bụp á, rồi đi hái cái trái cò ke, hái cái trái bồ lời về bắn, thi nhau mà bắn. Đủ trò chơi ở quê mà. Rồi chơi nạp bắt ruột, bắt dê, chơi đủ thứ trò. Cái chiều tối sẫm sẫm như vậy nè, là một cái đám con nít nó khoảng cỡ 10 tuổi đổ lại đó, mười mấy tuổi, là một cái đám con nít tập hợp ra trước những cái con đường lớn, đường đó đường cát, đường đất thôi chứ không phải là đường bê tông hóa như bây giờ đâu. Nhiều khi cũng thấy nó cũng hơi buồn, mọi thứ nó thay đổi hết rồi.
thì cứ chơi chơi trốn tìm sắm sắm vậy nè. Như bây giờ này bắt đầu trời sắm vậy nè, nên là ở đây trẻ con mình nó không biết chơi những cái trò đó đâu, tại vì do dân gian của nó không có cái đó, nó không chơi. Mình những cái bụi cây là đó trên kia, trên cái đồi kia là mình nói thiệt, nếu mà ở Việt Nam á là trẻ con nhóc luôn, ở quê mình là nhóc trên này giờ này là nó ở bên đó bắt đầu nó chơi là chơi trốn tìm, chơi bịt đủ thứ, rồi nói chung là nó nghiễn ra, nghĩ ra nhiều cái trò để nó chơi. Bây giờ thì cái thời khoa học công nghệ rồi nó ảnh hưởng nhiều thứ quá, trẻ con nó hơi lười biếng, nó không có chơi cái đó. Thực sự đó là những cái trò chơi dân gian mà nó gắn liền với con người tự tạo ra cái trò chơi để mà giải trí. Bây giờ thì nó chạy theo cái thời buổi hiện đại, cha mẹ cũng cũng sợ, cũng lo lắng cho con nhiều hơn. Là con đi ra ngoài là cha mẹ bám sát theo liền, tại vì có nói chung là thành phần xấu bây giờ cũng phát triển cũng khá là đông, đúng không? Thành xấu bây giờ là không ai tin ai nữa, cho nên trẻ con bây giờ anh cứ co cụm lại trong nhà thôi, chứ hồi xưa thì nó thiệt chơi đi từ sáng đi tới chiều cha mẹ không quan tâm, đúng giờ về ăn cơm vậy thôi, rồi đúng giờ leo lên giường ngủ. Bây giờ là cha mẹ phải là ăn nhất cử nhất động, đi xe đưa đón. Nhiều khi thấy trẻ con bây giờ nó bị mất đi cái tính tự nhiên, mất đi cái tính cái bản năng tự nhiên của nó, nó bị lôi cuốn vô cái thời buổi công nghiệp mới. Thôi đây ở sau lưng là mặt trời mình gần lặn rồi đó các bạn, đường đèn đường cũng thì bật lên hết rồi, ở sau còn một cái vạt nắng xa chân trời nó sáng nó hực lên vậy thôi, chứ ở dưới này là cũng bắt đầu tối thui sẫm. Đấy một cảm giác rất là quá đẹp mà cái này đẹp á. Nó ở đây cái không khí ở đây nó yên tĩnh, tại vì nó, người ta không có lạm dụng tiếng ồn mà, cho nên nó rất là yên tĩnh. Mà nó yên tĩnh đến một cái mức độ mình cảm giác như mình đang ở quê, nó thiệt sự nó như mình đang ở một cái quê nào đó của mình, nó yên tĩnh lắm, giống như là mình đang ở trên một cái đồng quê nào đó, nhà vắng này, nó yên điềm lắm. Đèn đường bật lên hết rồi. Thôi bây giờ mình về. Bye các bạn.